Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay Tùng Nguyên Radio giới thiệu cho tất cả các bác là bát 30, bát 40, bát 50, giờ CS. Các cái mẫu này các bác oánh loa full là bát 30 và bát 40. Đấy. 50 thì chuyên súp rồi, còn 40 thì các bác làm súp hơi. Thì các bác có thể lấy lẻ một cái 40 và 50 thì Tùng Nguyên đang bán lẻ một cái rất nhiều cho các bác khách làm súp hơi. Đấy. Và bát 30 BMW China xịn cho bác khách ở Thái Nguyên. Đấy, em nhớ mỗi bác khách này. Tép giấy China xịn và tép B3 chế rời ở ngoài. Và bát 25 toàn giải. Thì sau đây em Tùng Nguyên Audio sẽ giới thiệu về các cái linh kiện rời này trước, sau đó mình giới thiệu đến cái combo 30 giờ xếp kia. Đây là tép giấy BMW China xịn. Đẹp lắm. Nội này tiếng hay, hai từ bằng nhau, in chữ cực kỳ nét. Ở đằng sau xương có một ít mút để chống rung chạm của BMW. Đây là tép giấy loại 10cm dâu teo. Đấy. Còn các bác làm nâng cấp loa cây hoặc loa nằm này, em có dòng bát 30 BMW nón sần, đánh dâu tai thỏ gân mút và loại gân mút màu đen được pha rất nhiều cao su. Đấy, gân mút màu đen được pha rất nhiều cao su. Tiếng trống rất sâu luôn. Từ 156 và côn của nó 63 các bác nhá. Các bác nhìn côn này, côn 63 chứ không phải côn 51. Côn 63 rất to và khỏe. Xương của nó xương sắt và từ 156. Đấy. Từ 156. Đây là đôi bát xịn chạm của BMW. Đấy. Chạm BMW. Đẹp không? Long lanh luôn. Cặp bát này cho tiếng trống rất sâu và mềm các bác. Rất sâu và mềm. Đây là bát 30 BMW China xịn. Đợt trước em nhập lô là bích vàng và bây giờ là bích của nó màu đen. Bích màu đen là nó được sơn thôi. Đấy, vàng và đen đều như nhau. Cái quan trọng là hai lô bát này đều nhập cùng công ty. Đấy. Gân của nó các bác nhìn gân nhá, gân màu đen này. Đấy. Bình thường các loại gân hàng rẻ nó bầu bạc bạc trắng cơ. Đấy, con này gân màu đen, rất là nhiều sợi cao su được pha lẫn vào đây. Còn đây là bộ tép B3. Còn thì hôm nay em gửi cho bác khách chế rời ở ngoài. Các bộ dàn bị thiếu tép thì các bác chỉ cần cắt 1 mét dây cài đằng sau đít loa, tụ là phải bên dương, trở xứ bên âm. Cài đằng sau đít loa thì hai con này để chống cháy tép khi các bác chế rời ở ngoài. Bộ bích nối này để chuyển đổi sang gen xoáy này. Phễu của nó là cao 11 và dài 28 này. Tặng một bộ tụ trở để kết nối vào máy tép này. Tép. Đây là bộ tép B3450 chế rời các bác nhá. Còn đây là đôi bát 25 toàn giải này, trợ lời này, nghe nhạc với cái dòng nhạc trữ tình và cổ điển này. Đấy, dòng này các bác trợ lời nhá, và hát chèo văn rồi là làm thầy cúng rồi là làm đám hiếu. Dòng loa này là không giống với các dòng loa bình thường, có cái phễu ở đây này. Bát này oánh trực tiếp từ đẩy và âm ly ra, không cần loa chung, không cần loa check. Đánh trực tiếp từ đẩy vào đây, nó sẽ ra cả ba giải đều nhau. Đấy, đặc điểm con này nó thiên về lời, các bác lưu ý cho em. Từ 126 và côn 51, bát 25 toàn giải từ 126 côn 51. Vừa rồi em vừa giới thiệu mấy mẫu gia đình ở đây, thì tiếp tục là cái mẫu loa full. Loa full ở đây thì bát 30 giờ xếp này thì mới về hàng liên tục lên đường. Từ 109 côn 76. Đít bát có đôi 46 cái lỗ. Từ 109 côn 76. Bát 30 giờ xếp mà dòng màng xếp ly gân vải tẩm dầu 3 gân. Đấy, kẹp lỗ dày từ 109 côn 76. Dòng này bên em đang có hai dòng. Một dòng bát 30 giờ xếp em nhập công ty khác thì nó sẽ là ca sáng, còn con này là bát nhiều. Con này bát rất khỏe và mềm tiếng. Các bác nào yêu thích tiếng bát thì không thể nào bỏ lỡ được dòng bát 30 giờ CS. Đấy. Còn đây là chiếc bát 40, các bác làm súp hơi. Từ 220 côn 100. Con này từ 109 côn 76 thì vừa bát vừa lời các bác nhé. Con này hát cũng sáng này. Nếu côn 100 thì hát thì em không thể nào khẳng định là sáng được, nhưng côn 76 thì hát sáng, bát khỏe. Con này từ 220 côn 100 thiên về giải bát. Đít bát của nó có đôi 46 cái lỗ để tỏa khí tỏa nhiệt. Bát 40.
kẹp lỗ thép trắng bích dày từ 220 vô 100, từ dày bích dày màng được kết hợp sợi bông thủy tinh vô 100 từ 220 bát 40, màng xếp ni nhựa sóng gân vải tẩm dầu 3 gân, màng xếp ni nhựa sóng gân vải tẩm dầu 3 gân. Và đây là chiếc bát 50, loại đẹp. Em có một loại rẻ hơn thì là màng bóng, còn loại này loại đẹp hơn, loại màng mờ. Từ 220 vô 100, đít bát có đôi 46 cái lỗ. Loại này đít nhọn màu xanh. Thật ra cái màng bóng hay là gì này mình chỉ là phân loại thôi. Còn em nhập cái mẫu mà nó cao hơn một chút ý, thì từ cái màng hoặc là cái bích tay lỗ của nó sẽ dày dặn hơn một chút các bác nhé. Nếu mà để nói phân biệt thì sẽ không bao giờ phân biệt được. Chỉ có em Tùng Nguyễn Audio nhập mấy loại nào thì bán giá loại đấy thì các bác mới biết được các bác nhé. Em nói rõ luôn trong video để cho tất cả các bác biết. Để dâu của nó được bọc dây điện từ ngoài vào trong, kéo lỗ thép trắng từ 220 vô 100, dòng này đánh đẩy 800W. Những bác khách nào làm sự kiện quan tâm đến dòng bát chất lượng này, hãy liên hệ cho em. Các bác lưu ý, con bát này là màng của nó là màng mờ nhé, màng mờ. Gân vải tẩm dầu 3 gân. Đấy. Thì hôm nay em Tùng Nguyên Audio giới thiệu về bát 30, 40, 50 giờ xếp. Rồi là các cái phân khúc gia đình như BMB, tép giấy, bộ kèn B3 chế. Kèn thì nhà em có nhiều dòng, các bác chế bộ nào thì giá tiền bộ đó. Và mẫu mã nó sẽ khác nhau. Đây bát 25 toàn giải. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyên Audio giới thiệu về mấy mẫu sản phẩm. Các bác có nhu cầu quan tâm thì hãy liên hệ cho em. Để em ship hàng cho các bác qua đường bưu điện, nhận hàng được kiểm tra rồi mới phí thanh toán. Hôm nay Tùng Nguyên xin chào, hẹn các bác trong cái clip mới nhất nhé.